các bạn, đây là cây mình hiện tại đang có cây hai cây leo ở đây. Hai cây leo này mình trước mình làm cái khung tạm thôi, bây giờ mình sẽ review cho các bạn cách lắp cái bộ khung mới mình đang cầm ở đây. Rất là tiện lợi nhé. Các bạn hãy xem mình hướng dẫn. Thời tiết rất là nóng. Ở đây mình có hai bộ khung thì mình sẽ lắp cho các bạn cái bộ khung trụ trước. Đây là một bộ khung trụ. Cân nặng của nó là 1,4 cân các bạn nhé. Đây, một bộ khung trụ thì bao gồm có 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Và ở đây có một tờ hướng dẫn, các bạn có thể tham khảo cách lắp ở đây. Đấy, thì mình sẽ lắp thử cho các bạn xem. Nó rất là đơn giản thôi. Các bạn cần có một chiếc tô vít. Ở đây là những cái ốc vít họ làm sẵn có để chúng ta có thể lắp vào. Đây là bộ khung trụ các bạn nhé. Còn cái khung vòm thì lát nữa mình sẽ lắp cho các bạn xem. Tất cả ống thép này đều làm bằng ống thép và được sơn tĩnh điện, nên là các bạn để ngoài trời rất là an toàn, không mà lo bị gì. Các bạn có thể xem cái video của mình và sau đó các bạn có thể kích ở cái phần link ở dưới mình để lại đấy. Sau đó nếu các bạn có muốn mình tư vấn thêm về cái chi tiết hơn thì các bạn có thể nhắn tin cho mình nhé. Thì các sản phẩm ở đây đều bằng ống thép sơn tĩnh điện, các bạn có thể nhìn rõ hơn này. Sản phẩm rất là đẹp và chắc chắn. Bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem. Rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần kết nối các ống lại với nhau, sau đó thì các bạn sẽ định vị bằng cái ốc vít, cực kỳ là đơn giản. Loại khung trụ này thì có 4 cọc, 4 cái thân trụ và 3 vòng cố định. Đấy, rất là đơn giản, các bạn có thể lắp thêm luôn cái này vào cũng được. Còn cái này thì nó cũng như thế thôi, các bạn lắp nó vòng tròn sau đó cố định nó lại. Đường kính của cái vòng này là 40 các bạn nhé. Đường kính của cái vòng này là 40cm này. Đấy. Rất là đơn giản. Sau đó các bạn dựng nó lên. Sau đó các bạn cứ lồng thẳng vào như này. Đấy. Mình sẽ lắp cái ở giữa trước. Ở đây thì ốc vít các bạn có sẵn rồi, các bạn chỉ việc cố định nó lại thôi. Cái này lắp rất là đơn giản và tiện lợi này.
đối với những các bạn mà ở chung cư hoặc là ở những cái sân thượng mà các bạn có cái diện tích nó rất là hẹp thì các bạn có thể lắp cái này vào. Đấy, thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái cây leo, không nhất thiết về hoa hồng đâu. Mình thì chuyên về hoa hồng nhưng các bạn không nhất thiết là phải cái này vào hoa hồng. Các bạn có thể dùng cho rất nhiều là nhiều cây leo. Đấy, thì cái này khung này vừa tạo cái không gian nó của các bạn nó trở nên đẹp hơn và cây leo thì cũng leo tiện lợi hơn rất là nhiều. Các sản phẩm này hiện tại mình đang có bán trên Shopee, Lazada và Sendo các bạn nhé. Nó rất là đơn giản. Lắp xong ba cái vòng cố định ấy, thì các bạn ở đây có một cái đầu chóp thì các bạn cố định nốt cái phía trên chóp này là ok. Và các bạn có một cái khung trụ. Cái sản phẩm này lắp rất là đơn giản, mình lắp chỉ trong vòng 5 phút thôi là đã có thể hoàn thiện được một cái khung trụ như thế này. Ở đây thì mình lắp review cho các bạn thôi nên là mình không xoáy chặt các ốc nhé. Còn các bạn khi mà lắp sản phẩm đấy, các bạn xoay chặt bằng ốc vít hoặc bằng kìm cộng lực được nhé. Đấy, các bạn cố định lại như thế là các bạn đã có một cái khung leo mét 8, khung của mình đây là mét 8 các bạn nhé. Đấy, thì cái sản phẩm này nhìn nó rất là gọn gàng và cái cây của các bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, thì sau đây thì mình sẽ lắp tiếp cho các bạn cái khung vòm leo các bạn nhé. Khung vòm leo của mình ở đây là nặng là 1,8 cân các bạn nhé. Sản phẩm khung vòm leo ấy thì ở đây thì nó có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, và cũng kèm theo một cái giấy hướng dẫn. Các bạn có thể tham khảo qua để cái ghép nó đơn giản hơn. Và cái này cũng ghép cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ ghép thử cho các bạn xem. Sản phẩm đều làm bằng ống thép sơn tĩnh điện các bạn nhé. Các bạn khi mà các bạn lắp thì các bạn tháo rời các cái túi này thì các bạn nên để riêng, bởi vì là những cái túi này là một cái công đoạn để lắp ghép riêng nên là các bạn đừng để chung khi các bạn phải tìm. Ví dụ đây là 4 thanh là 4 cái chân, các bạn để riêng ra, các bạn sẽ lắp ở dưới chân dưới nhất. Còn đây là cái đoạn vòm đấy, các bạn cũng để riêng ra. Và đây là túi ốc. Đấy, đây là 4 cái chân nhé các bạn nhé. Các bạn lắp vào cái đoạn tiếp nối này. Còn đây là ở các ống thanh ngang. Các ống thanh ngang thì các bạn lắp tiếp vào hai bên này. Đây, các bạn có tưởng tượng ra chưa? Đây, các bạn sẽ lắp như thế này. Tiếp ối 4 cái chân vào xong các bạn lắp cái thanh ngang như này. Đấy. Mình sẽ lắp luôn cho các bạn xem. Rất là đơn giản.
Đấy, thế là mình đã được hai cái chân đấy, các bạn có thể tưởng tượng ra chưa? Sau đó thì mình sẽ lắp tiếp tục lên phía trên này. À, rồi thì chúng ta lại tiếp tục cho cái thanh ngang vào như thế này. Đấy, cố định lại bằng ốc vít. Sau đó thì chúng ta lắp lên cổng vòm. Đấy, sau khi mình đã lắp xong cái cổng vòm thì nó rất là cao, cổng này cao 2m4 các bạn nhé. Đấy, và rộng 1m40. Đấy, các bạn có thể thấy cái cổng vòm như của mình như này, lắp rất là đơn giản. Một bộ của nó đã đầy đủ các ốc vít và loại này có thể lắp lẫn được các bạn nhé. Các bạn có thể lắp, các bạn để riêng là các bạn lắp như mình vừa hướng dẫn ngay lúc nãy thì nó rất là đơn giản thôi. Cổng này cao 2m4 này và rộng 1m4. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé các bạn nhé. Còn đây là khung vòm là cao 1m8 và cao 1m8 và đường kính của nó là 40cm. Rất là đẹp, rất là tiện lợi.